Bầu Đức, vị doanh nhân đầy đam mê với bóng đá, đã không ngần ngại chi ra khoảng 2.000 tỷ đồng cho đội bóng Hoàng Anh Gia Lai. Hoàng Anh Gia Lai, suốt 22 năm qua, tuy vấp phải những khó khăn trong kinh doanh, ông vẫn duy trì sức mạnh tài chính cho đội bóng phố núi. Nhưng, giờ đây Bầu Đức công bố một sự kiện chưa từng có, Hoàng Anh Gia Lai sẽ thay đổi tên gọi. Điều này không chỉ là bước ngoặt của Hoàng Anh Gia Lai mà còn là dấu hiệu cho thấy thực tế khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, nơi các câu lạc bộ vẫn phải đấu tranh để tồn tại và giữ vững thương hiệu riêng. Trước thềm mùa giải V-League năm 2023-2024, chúng ta chứng kiến chỉ có duy nhất hai câu lạc bộ BKMX Bình Dương và Hoàng Anh Gia Lai giữ được tên không đổi trước khi Hoàng Anh Gia Lai quyết định đổi tên. Sự thay đổi của Hoàng Anh Gia Lai, một trong những câu lạc bộ được yêu mến với bản sắc và thương hiệu độc lập, nhấn mạnh rằng không câu lạc bộ nào thực sự có thể đứng vững mà không cần đến sự gắn kết với doanh nghiệp. Sự kiện này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về việc bóng đá Việt Nam cần củng cố sự độc lập và phát triển bền vững.